xung đột Nga-Ukraine giai đoạn mới tàn khốc hơn. Xung đột vũ trang Nga-Ukraine hôm 1 tháng 3 bước sang ngày thứ 6, với lượng xe tăng và phương tiện hùng hậu của Nga tiến về thủ đô Kiev. Theo hãng tin AP, giao tranh diễn ra ngày càng khốc liệt tại Kiev và nhiều thành phố lớn khác của Ukraine, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Khoảng 660.000 người đã rời khỏi Ukraine để xin tị nạn tại các nước láng giềng và ít nhất 136 dân thường đã thiệt mạng, theo Liên Hiệp Quốc. Giới chuyên gia nhận định chiến tranh Nga-Ukraine nhiều khả năng bước vào giai đoạn tàn khốc hơn khi Nga chuẩn bị cho các cuộc giao tranh khốc liệt ở thành thị. Bất chấp sự chống trả mạnh mẽ của Ukraine, các thành phố của nước này đang bị bao vây và quân đội Nga đang chuyển sang sử dụng những loại vũ khí lớn hơn như pháo và tên lửa để bắn phá trước khi đưa binh lính vào. Đại tá đang nghỉ hưu của quân đội Mỹ chia sẻ với đài CNBC. Lúc này, theo ông Jacob, cuộc chiến chuyển từ hướng có lợi cho quân đội Nga sang hướng có lợi cho Ukraine. Vì này giải thích rằng văn hóa quân sự của Nga tập trung huấn luyện các chiến dịch ở địa hình rộng mở, trong khi Ukraine từ lâu đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến ngay tại các thành phố. Tuy nhiên đây cũng là lúc mà cuộc chiến chuyển sang giai đoạn đẫm máu hơn, bởi giao tranh sẽ diễn ra ngay trong các đô thị, nơi vẫn còn nhiều thường dân Ukraine. Theo một vị chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hiện đại thuộc Học viện Quân sự Mỹ, khi lượng lớn binh sĩ Nga xuất hiện bên trong các thành phố của Ukraine, tình hình sẽ trở nên vô cùng tồi tệ. Ông khẳng định rằng quân đội Nga không thể chiếm quyền kiểm soát Kiev chỉ bằng việc đánh bom, họ sẽ phải đưa binh lính vào. Ông cũng cho rằng Tổng thống Nga Putin sẽ không đảo ngược chiến dịch quân sự mà sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn thành mục tiêu, kể cả khi cái giá phải trả là vô cùng lớn đối với Ukraine và Nga, thậm chí là đồng minh. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.